quy tắc 4 ấm 1 lạnh phòng bệnh mùa rét cho trẻ. 4 ấm bao gồm giữ ấm bàn tay, bàn chân, bụng, lưng. Giữ bàn tay trẻ ấm, không bị lạnh, không đổ mồ hôi. Lưng cần được giữ ấm vừa phải, hạn chế đổ mồ hôi, mà không lau kịp, thấm ngược vào trong cơ thể làm con nhiễm lạnh. Bụng ấm giúp giữ dạ dày ấm, tránh để dạ dày lạnh ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của con. Bàn chân có rất nhiều mạch và huyệt. Nếu bàn chân không được giữ ấm, trẻ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp. Một lạnh, không nên trùm kín đầu trẻ suốt ngày. Khi ở trong nhà, để đầu trẻ thông thoáng, thoải mái. Chỉ khi ra ngoài mới cần đội mũ để giữ ấm.